kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 10 tháng 8 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Sê La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Sông Mã và Suộc Cộp. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho trên 20.500 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền gần 850 tỷ đồng. Sơ la tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giúp xóa nỗi đau da cam, điều xin. Sau đây là dung chi tiết. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều hành kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng các đại biểu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 diễn ra trong không khí toàn tỉnh phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp trong toàn tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri thay mặt thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung chương trình kỳ họp góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp đề nghị ủy ban tỉnh lãnh đạo các sở ngành chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu hội đồng dân tỉnh quan tâm. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 7 tháng đầu năm nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cùng với cả nước, tỉnh Sơn La cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành sát sao quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ tham gia tích cực trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa tích cực quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 10,67%. Các hoạt động văn hóa xã hội duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được đảm bảo, an ninh chính trị trật tượng toàn xã hội được sự vững. Chiều ngày 9 tháng 8, tại huyện Sông Mã, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Sông Mã và số cục. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Sông Mã và Sóc Cộp đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Huyện đã duy trì hoạt động các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát đường mòn, lối mở, cửa khẩu phụ, tăng cường công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn, duy trì đội cơ động phản ứng nhanh và các tổ truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Công tác kiểm tra xử lý đối với những phương tiện đón trả khách không đúng nơi quy định, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trên địa bàn huyện Sông Mã hiện có 18 khu cách ly tập trung, tổng số người giám sát cách ly theo dõi sức khỏe gần 12.300 người, trong đó hơn 600 người cách ly y tế tập trung, hơn 2.200 người cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu huyện Sông Mã và sốp cục chủ động phương án tiếp nhận công dân trở về địa phương sau khi hết thời hạn cách ly y tế thực hiện nghiêm việc giãn cách công dân tránh tình trạng lây chéo trong khu cách ly tập trung, giả soát số lượng lao động trên địa bàn đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trở về địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam, thực hiện nghiêm các chỉ thị và công văn chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền và động nhân dân, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước đó, đồng chí Tráng Thị Xuân và đoàn công tác đã đến kiểm tra các khu cách ly tập trung và khu dự kiến làm nơi điều trị cho bệnh nhân F0 của huyện Sông Mã tại 3 cơ sở gồm trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, trường trung học cơ sở Nàng Ngự, xã Nàng Ngự và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sông Mã. Tối ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của Ban Thường vụ huyện ủy Phú Yên đã đi kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng công an quân sự tại một số xã thị trấn trong huyện. Báo cáo nhanh với đoàn công tác, lực lượng công an, quân sự, các xã thị trấn cho biết đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ hàng ngày chia thành các tổ nhóm, phân ca thực hiện tuần tra 24 trên 24 giờ, kịp thời tuyên truyền nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Số trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định, nhất là không đeo khẩu trang khi ra đường, đã bị lực lượng chức năng xử lý tại các nơi đến kiểm tra. Đoàn đã thăm hỏi động viên, chia sẻ những khó khăn của lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an, quân sự các xã thị trấn. Đoàn công tác cũng đề nghị cán bộ, lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh chặt chẽ, khoa học, đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân thấy được ý thức trách nhiệm tự phòng, tự tránh vì sức khỏe bản thân và cộng đồng không để dịch lây lan ra cộng đồng trên địa bàn, nhất là thực hiện giám sát chặt chẽ số lượng thông tin y tế của những trường hợp trở về địa phương từ các vùng dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Sáng nay, CDC Sula đã có thông báo về việc tiếp tục xác định hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 9 tháng 8 tại tỉnh Sư La. Trường hợp thứ nhất là ông BTH, mã bệnh nhân 224896, sinh năm 1997 địa chỉ tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, là thợ phụ xây tại ngõ 401, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đi từ Hà Nội đến địa bàn huyện Phú Yên ngày 25 tháng 7 năm 2021. Trường hợp thứ hai là ông GAP, mã bệnh nhân 224897, sinh năm 2003, địa chỉ bản Suối Gà, xã Mường Bang, huyện Phú Yên là công nhân công ty gỗ Sài Gòn, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương. Trở về địa phương ngày 15 tháng 7 năm 2021. Hiện cả hai bệnh nhân đang có triệu chứng sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân BTH lấy mẫu 3 lần, trong đó lần 1, lần 2 âm tính, lần 3 lấy mẫu ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021 dương tính. Bệnh nhân GAP lấy mẫu 5 lần, trong đó lần 1, 2, 3, 4 âm tính. Lần 5, lấy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021 dương tính. Hai bệnh nhân dương tính này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 7 đến 23 giờ ngày mùng 9 tháng 8 năm 2021, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 48 người dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều phát hiện trong khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên. Hiện tại có 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, 45 bệnh nhân điều trị tại khu điều trị F0 của huyện Phú Yên. Một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Yên do đang mang thai 34 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch thì tổ COVID cộng đồng tại các bản, tổ dân phố tại thành phố Sơ La đã hoạt động hiệu quả, tạo thành mạng lưới góp phần khống chế không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Thành phố hiện có 1 015 tổ COVID cộng đồng với hơn 2.000 người tham gia. Mỗi tổ gồm 2 đến 3 thành viên, phụ trách trung bình 26 hộ gia đình ở từng khu vực tổ bản. Với nhiệm vụ là thường xuyên tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe tại nhà đồng thời giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã phường những trường hợp nghi mắc COVID-19, các trường hợp không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và trợ giúp chính quyền địa phương truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan. Tính đến ngày 9 tháng 8, các tổ COVID cộng đồng đã phối hợp với lực lượng công an, y tế, ra soát được 1.185 trường hợp F2 và cách ly tại nhà, 5.975 trường hợp hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại cộng đồng trên địa bàn thành phố, nhắc nhở cảnh cáo hơn 500 trường hợp. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có cuộc làm việc với Đảng ủy trường chính trị tỉnh. Đảng bộ trường chính trị tỉnh hiện nay có 50 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc các khoa phòng. 7 tháng năm 2021, Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, đã tổ chức 22 lớp đào tạo bồi dưỡng với hơn 1.400 học viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Đảng ủy lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ đúng quy trình, quy định đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã thực hiện quy trình truyền đảng chính thức đối với một đảng viên dự bị, tiếp tục giúp đỡ một quần chúng ưu tú được công nhận đối tượng Đảng. Đảng ủy lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại buổi làm việc thường trực đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị đảng ủy trường chính trị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm là nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ hành chính thông tin tư liệu Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La đã triển khai đa dạng các chương trình cho vay tín dụng chính sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt lên trên những khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Trong tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay với trên 2.700 lượt khách hàng với tổng số tiền 143,7 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay trên 20.500 lượt khách hàng với tổng số tiền gần 850 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhờ có nguồn vốn này góp phần giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện để phát triển sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả, đã bị áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có năng suất cao, góp phần cải thiện cuộc sống, sau đó giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Sơ La. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như hộ gia đình Anh Quang Văn Trung ở bản Phứa Cón, phường Trường An, thành phố Sơ La với mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và tác xã nông nghiệp đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vốn là công nhân nhà máy Thủy Điện Ngọc Chiến, huyện Mường La nhưng đến năm 2013, anh Quang Văn Trung quyết định về địa phương phát triển kinh tế gia đình với mong muốn có thể vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất của gia đình. Sau một thời gian thấy cây thanh long phát triển tốt và cho sản phẩm chất lượng, nên anh quyết định đầu tư thêm vào cây thanh long. Đến nay, anh đã có gần 400 trụ thanh long và cho thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ riêng thanh long, anh Quang Văn Trung còn trồng sen kẽ cây bơ, cây na. Trừ chi phí tổng thu nhập của gia đình hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Từ khi tôi phát triển thanh long thì thanh long hiện tại tôi vườn cái cái mảnh này là thu nhập trồng từ cây thanh long thì nó lên đến 18 lứa một năm nên là đưa lại cái số thu nhập cho gia đình đáng kể cho gia đình. Nhận thấy cây thanh long đem lại thu nhập ổn định, phát triển tốt và phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương để mở rộng mô hình và đưa cây thanh long phát triển rộng hơn đến tháng 10 năm 2019, anh Quảng Văn Trung đã đứng ra thành lập hợp tác xã nông nghiệp sạch An Phú với 10 hộ thành viên. Với diện tích sản xuất lên đến 30 hecta do anh làm chủ tịch hội đồng quản trị và kiêm giám đốc hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã đã có 23 thành viên. Khi tham gia vào hợp tác xã, các thành viên sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ lựa chọn giống cây đến các kỹ thuật, bao tiêu đầu ra và sản xuất theo tiêu chuẩn việc gáp. Gia đình ông Tòng Văn Diên là một trong những thành viên của tác xã được anh hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm và chuyển đổi sang trồng cây thanh long. Từ khi chuyển sang trồng cây thanh long, đời sống của gia đình ông khấm khá đầy đủ hơn, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Trước đây là chồng mình trồng ngô thì bây giờ là được anh Trung kia hướng dẫn trồng đi đồng trồng cây thanh long thì bây giờ mình anh theo anh Trung thì trồng thanh long thì thu nhập gia đình ổn định và đúng là mới được cái cái xóa đói giảm nghèo. Là giám đốc của tác xã, anh luôn theo sát và hỗ trợ các thành viên từ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bao tiêu đầu ra sản phẩm và trao đổi kinh nghiệm để hợp tác xã có những sản phẩm tốt nhất cùng nhau phát triển. Trong quá trình phát triển kinh tế thì nông nghiệp thì rất là tâm huyết, nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân ở trong phường hỗ trợ về kỹ thuật hướng dẫn bà con phát triển kinh tế từ một nông dân trắng tay nhưng với sự nỗ lực tìm tòi và học hỏi, mong mỏi phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, anh Quảng Văn Trung đã cho thấy sự quyết tâm vươn lên trong phát triển kinh tế ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, dù đã trải qua 60 năm kể từ khi xảy ra thảm họa da cam Điều xin ở Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong mỗi gia đình nạn nhân. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, cộng đồng luôn chung tay giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân da cam điêu xin, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Không còn khả năng làm cha, sức khỏe giảm sút nhiều là những ảnh hưởng do chất độc da cam để lại trên thân thể ông Lò Văn Thả, bản Quỳnh An, xã Trình An, thành phố Sơn La, sau những năm tháng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Nhưng sự sẻ chia, đồng hành của người vợ, sự động viên quan tâm của những người đồng đội, của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp đã trở thành động lực để ông vượt qua nỗi đau bệnh tật, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ngày tí ngày tiết thì họ các bác ấy cũng quan tâm đến mang quả mang cắp về đến từng nhà hàng năm. Đấy, như hàng tình đệ là 27 tháng 7. Đấy, cuối năm là 22 tháng 12. Đấy, cũng quan tâm năm 2020 bằng các nguồn xã hội hóa do Chi hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Sơn La kêu gọi giúp đỡ. Gia đình ông Thả đã có được ngôi nhà khang trang kiên cố để hai vợ chồng yên tâm sinh sống lúc tuổi già. Hiện nay, Chi hội nạn nhân chất độc da cam Điều Xin, thành phố Sơn La có 26 hội viên đang được hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ ngày thành lập đến nay, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, kêu gọi, Chi hội nạn nhân chất độc da cam Điều Xin, thành phố Sơn La đã tặng nhiều xuất quà tặng xe lăn trong các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, kịp thời động viên tinh thần để các hội viên vượt qua nỗi đau bệnh tật, sống vui, sống khỏe. Chúng tôi sẽ có cái thư kêu gọi đến các doanh nghiệp, rồi các cơ quan tổ chức, rồi là các cái cá nhân mà có cái tiềm lực kinh tế để họ hiểu biết được cái tổ chức này và À, nạn nhân da cam thì cần cái sự hỗ trợ chăm sóc và chia sẻ dùng cái kinh phí để, để giúp đỡ rồi động viên chia sẻ với lại anh em trong tri hội. Mặc dù chiến tranh đã đi qua lâu nhưng di chứng chất độc da cam vẫn đang từng ngày từng giờ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người lính năm ấy, gây ảnh hưởng đến thể chất, trí tuệ cả cho những thế hệ sau của họ. Tuy nhiên, ở đâu có đau thương, ở đó có nghị lực, ý chí, có khát vọng sống vươn lên mạnh mẽ. Thấy được sự quan tâm của ban lãnh đạo các cấp hội tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La thì càng thúc đẩy, thực ra là càng thúc đẩy tôi có cái nghị lực sống hơn vẫn còn rất nhiều những người lính mang trong mình chất độc da cam. Những thế hệ con cháu của họ đang ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau do di chứng chất độc da cam để lại, nhưng chưa được hưởng các chế độ chính sách. Họ đang rất cần sự quan tâm, chung tay sẻ chia của toàn xã hội để vượt lên nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình thời sự trên nay của Đài Phát thanh truyền hình Sơ La hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều mây có mưa rào và rông, trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, độ phổ biến từ 50 đến 99%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 25 đến 33 độ. Thành phố Sơn La 24 đến 32 độ. Mường La 26 đến 34 độ. Mai Sơn 23 đến 32 độ. Yên Châu 25 đến 34 độ. Sông Mã 24 đến 33 độ. Bắc Yên 26 đến 32 độ, Phú Yên 26 đến 35 độ, Mộc Châu 20 đến 28 độ, Sóc Cộp 24 đến 33 độ, Vân Hồ 20 đến 28 độ, Thuận Châu 23 đến 33 độ.